Ok, Giờ em lên cái đồng hồ để bàn nha. Con đồng hồ để bàn Citizen đấy, con này là máy nguyên zin, máy là máy Rimworld, máy này máy Rimworld nha. Con này mới 80%, mắc in Japan, mới 80% thôi. Đấy, con này đẻ dục rồi. Đó, con này là ở bên Nhật họ dùng rồi. Đó là hàng nội địa, không phải hàng mới 100% nha. Ok, để em quay thêm một vòng nữa cho mọi người xem nha. Toàn bộ em bán máy móc em bảo hành 12 tháng nha. Ok chưa? Rồi xong rồi em đo kích thước nha. Đây là con để bàn. Đó, mình để mình sai kích thước, đây cũng là để bàn. Con này cũng để bàn, con này để bàn nó sang hơn, con này để nhỏ hơn. Kích thước như sau, con này của nó là 20, tầm 20 á, 20 nha, bề ngang 20, chiều cao là cái đây là 25, thêm một khúc ở trên đây nữa em cho là 3 phân ở đây, chiều cao tầm khoảng 28, 20 nha, 28, chiều sâu là tầm khoảng là 10, coi coi nhắm nhìn chính xác 11, 11 á, thôi em cho 10 luôn. Ok, con này em cho 10, con này đẹp lắm, con này cái vỏ nó cũng đẹp lắm, vỏ nó bóng đẹp, nhìn sang.